Ngài Thanh Thị trong phẩm Ánh Sáng Từ Bi có nói: Gần đây trên cõi liên quan nhiều bóng đã xếp thành toàn sen tươi, nguyên do ở dưới trần đời nhiều nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây tòa sen, có một dần mây bay vào tâm thanh sen được khởi tâm trọng trường sen xào uống ngay. Có sen tươi tắm mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Dòng tâm nơi chốn trần gian, cánh hoa sen ở Phật đàn chuyển lai. Xem và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến sai nhưng tuy trong lúc tinh thần đương lui phục làm cho sen héo tàu mà biết ăn năn hối cải tu chỉnh lại thân tâm, một lòng tiếp tục niệm Phật cầu vãng sanh, thì hoa sen ấy sẽ tươi thắm trở lại như ngài Thanh Sĩ đã viết. Tuy rằng quá đáng xào đáng nếu ăn năn hoa trở nên tươi, như khi dầu thấm tim rồi ngọn đèn sẽ được lửa hơi lại liền. Tâm giới hoa căn nguyên vốn một, hoa cùng tâm khi còn tương ưng. Xem hoa rõ biết tinh thần đang cơ ngàn hai hoặc cơn thục lùi. Thế nên Đức Quỳnh Giáo Chủ không quên căn dặn: tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao áo xem bao tay phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm.
Phần 2. Niệm Phật phải giúp tâm luyến trần. Điều quan trọng của người tu pháp môn niệm Phật là lúc gần lâm chung phải giữ nhất tâm bất loạn, hướng về Đức Phật A-di-đà và cõi cực lạc, không nên luyến ái cõi đời, nhà cửa, vợ con. Nếu trong giờ phút gần lâm chung, hành giả để lòng luyến ái khởi lên hoặc móng khởi, liền bị luân hồi, như trong đường giải thoát ngài Thanh Sĩ có giải: Con ơi bất dừng dừng chân nhị, thấy người rồi tự nghĩ đến thân, nếu không sớm dứt hồng trần e không tránh khỏi chuyển luân như người. Đã nhiều kiếp vào đời ra thế, biết bao lần nay chế mai ta vẫn còn lưu lại thế gian, nghiệp tư đâu phải nhẹ nhàng ở con. Khuyên thiện tính dịn tròn mối đạo, để kỳ này trực đáo Tây Phương, không còn trở lại trần dương, chịu điều sanh tử giáo đường mê thi. Vì thế, Đức Quỳnh Giáo Chủ cấm tuyệt khi thân tộc có người từ trần, tan gia đừng nên khóc lóc, làm trở ngại sự siêu thoát anh linh của người chết. Phần 2. Niệm Phật phải đáp tứ ân. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật có dạy rằng, người niệm Phật muốn được giảng sanh một cách thuận lợi thì phải làm ba việc phước. Thứ nhất, một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, khởi từ tâm không sát hại và tu mười điều lành. Thứ hai, hai là phải thọ trì tam quy ngũ giới. Ba là phải phát bồ đề tâm, tin sâu luật nhân quả, năng đọc kinh Đại Thừa và thường khuyên người tu tỉnh. Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy: Tu đàn nở thế cho sầu, thì sao mới được đứng ngồi toàn thế. Trong nợ thế có hai phần, ân nợ và nghiệp nợ. Ân nợ là nợ tứ ân, tức ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Cho nên ngài cho biết: Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dịch đàn tứ ân, hoặc là tôi
thân thiền nghe tin phải chuyên cần lục tự di đàn giữ tư ân đức sư dạy bác quay phục huyên niệm phật phải giữ tư ân nhà nợ chi sự phong cho niềm trong quyển đường giải thoát ngài thân sĩ có viết tiêu giới cột gắn liền mặt cứ trái để dạy phần lộn lại là tiên cùng thời sử dụng đồng tiền người lo quần chúng trẻ riêng lo mình lo quần chúng là lo riêng mình là chức chi phàm nhân tình tiên phật hết trầm luân chất phàm nhân đi chất còn thân luân hồi phật chi phàm có thôi đâu làm hay không nhớ việc gì đó tại người người đâu bông đó không rời ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngang niệm phật phải làm lành đánh giữ đức sư dạy bán khoai dạy rằng niệm phật phải sửa tâm tình ở ăn ngay thẳng chớ hay phàn nàn bởi vì nghiệp nợ là nợ thập ác. Nếu ta không chờ được thì đến lúc lâm chung bị nghiệp lực hút theo đường luân hồi. Bằng chờ được thập ác thì mười điều lành hiện ra, tức người tu được trọn lành, trọn sáng và vãng sanh. Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy: chúng sanh có tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Và dứt mê tâm dứt đều hơn kiếp ráng cần chuyên niệm phật làm lành thường trao dồi chi hướng cao thâm cho khỏi thẹn con lành phật có thế người niệm phật mới được mang kiếp hồng trần sánh làng quốc hưởng công niệm phật sớm yên chư Bồ Tát luôn thực hành niệm Phật tại tâm, hành thiện tại ngoại, nội ngoại thiên thông, thì Bồ Tát giới. Niệm Phật phải thâu nhiếp sáu căn đồng niệm. Vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sanh ra tà niệm,
khiến cho sự niệm Phật không được thuần nhất, nên phải tập trung táo căn để đồng niệm, nghĩa là miệng niệm Phật, mắt thấy các màu sắc chẳng khởi tâm ô nhiễm, tức là mắt niệm Phật. Miệng niệm Phật, tai nghe các âm thanh chẳng khởi tâm mê đắm, tức là lỗ tai niệm Phật. Phần 4. Niệm Phật phải phát tứ vô lượng tâm. Trong bài Chư Phật có bốn đại đức, Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy: Chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Bốn đại đức ấy là đức từ. Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Thứ hai, đức bi. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Thứ ba, đức hiển. Thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Thứ tư, đức xả. Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp phiền trần, tha thứ tất thảy những ai tối tâm lầm lỗi, chẳng còn vướng víu chi với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Vậy ta niệm Phật phải biết đại đức của chư Phật và làm sao cho ta có thể đắc được bốn đức ấy. Niệm Phật phải diệt vọng tâm tà dại. Bởi vọng tâm là gốc của mê si phiền não, là nguyên nhân của luân hồi sanh tử, cho nên người muốn giảng sanh về cõi Phật cần phải diệt vọng tâm và thành tâm niệm Phật. Niềm vui say mèo mà phải dẹp dẹp nhớ câu lục từ. Phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên nay, hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Cho nên, khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng tham muốn và các dục tình còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Dình giới căn sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Trong sơn cư Bách Vịnh, ông Tông Bổn đã nói: đổi cái niệm phàm ra niệm Phật chắc là thành Phật đã lâu rồi. B. Niệm Phật không gián đoạn. Ráng trì tâm tưởng niệm cảnh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nghĩa là tiếng niệm Phật phải nối liền nhau như nhịp cầu dây xích, hoặc ăn nhịp theo hơi thở, không phút nào gián đoạn.
Trong kinh A-di-đà có tỷ dụ: một niệm Phật là một nhịp cầu nối liền từ cõi ta bà đến cực lạc. Nếu ta niệm Phật gián đoạn thì khó mà bước đến được. Ông Ba Thới có nói: uống nước niệm Phật uống vào, đi đâu cũng niệm, chỗ nào cũng tu. Đức giáo chủ có dạy: ở ruộng đồng cũng niệm, vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Hoặc là: nhớ lời dạy chỗ ta ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn. Trong kinh A Di Đà sớ sao có nói: trong pháp chấp trì do nhớ niệm, và thể cứu lược phân làm hai phần nghĩa như sau. Nhớ niệm là nghe nói danh hiệu Phật, thường nhớ thường niệm để tâm duyên theo. Mỗi chữ rõ ràng, câu trước câu sau nối nhau không dứt. Đi đứng ngồi nằm chỉ một niệm chuyên nhất, không một niệm thứ hai, không bị các niệm tham sân si phiền não nó làm rối loạn. Như trong kinh Thành Cựu Quang Minh Định ý gọi rằng: lúc ở chỗ vắng lặng mà vẫn nhất tâm, dù khi ở chỗ đông đảo rộn ràng mà cũng vẫn nhất tâm. Nhận đến các chỗ khen chê, đắc lợi thất bại, thiện ác vân vân cũng đều được nhất tâm. Thể cứu là nghe nói danh hiệu Phật, chẳng những nhớ niệm mà còn quán tưởng, thể xét tìm tòi cùng tột nguồn gốc của nó. Nếu niệm mà không hôn mê, không tản loạn, tức là thành tựu phép niệm Phật tam muội hay nhất tâm. Cái tâm và ông Phật là do nhân duyên hợp thành, nhưng thật ra đương thể vốn tánh không, đó gọi là niệm mà không niệm. Tuy là tánh không, nhưng cái tâm và ông Phật hiển hiện rõ ràng, cho nên gọi là niệm mà không niệm. Thế nên biết rằng niệm mà không niệm tức là không quán, không niệm mà niệm tức là giả quán. Không giới giả chẳng hay, tức là trung quán. Nếu người niệm Phật mà ứng niệm được như vậy thì ta bà với tịnh độ không khác, Phật A-di-đà với ta không hay. Sách Hán Thư có câu: ngồi thì thấy vua nghiêu trên vắt, ăn thì thấy vua nghiêu trong canh, đạo không một phút nào xa lìa vậy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có ghi: nếu tất cả chúng sanh nhớ niệm Phật thì trong hiện tiền hay tương lai nhất định thấy Phật. Phàm đi đứng nằm ngồi mà ức niệm thì chớ lo không thấy Phật. Nếu có được cái tâm nhớ vua nghiêu đến ngồi cũng thấy trên vách, ăn cũng thấy trong canh, mà đem niệm Phật thì chắc chắn thấy Phật A-di-đà và cảnh cực lạc. C. Niệm Phật phải phản chiếu bản lai thanh tịnh. Kinh Di Ma Cật có dạy rằng: dục đắc tịnh độ đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Muốn được về cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm mình thanh tịnh. Hễ tâm được thanh tịnh thì cõi Phật sẽ thể hiện trước mắt. Cho nên Đức Sư dạy có bảo: niệm Phật đừng có lôi thôi, niệm cho
cho chánh niệm mới ngồi tòa khen. Hay là chẳng nói chẳng dài, Phật nọ tức tâm như Đức Giáo Chủ đã nói, niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, và chẳng còn được nhiễm trần ai, thể theo lời Phật đã khuyên. Trong quyển Đường Giải Thoát Ông Thanh Sĩ có ghi: lời Phật dạy chạm ghi trong vàng, tự rèn lòng cho mở tâm linh, để cho rộng biết rộng nhìn đâu tà đâu chấp phân minh trong lòng. Trong người có hào quang sáng rực, bị mê si che khuất từ lâu, tinh thần cần phải nhịp thâu, mê si hết được ánh màu ngồi chú niệm Di Đà Phật tổ, không riêng cầu tịnh độ siêu sanh, mà còn cầu Phật giúp mình ngọn đèn thần quê sớm minh trong lòng. Ngày sau khách dân không quên Phật, đêm năm canh thường nhắc Di Đà, Phật trong lòng chẳng rời xa. Có ngày Phật đến giúp ta vừa lòng, phải thành khẩn từ trong tim não, chớ lương hương lỡ đạo lỡ đời. Tu thì tu phải đến nơi, nguyện thì nguyện được như lời mới ưng. Tiếp theo đến lợi ích của niệm Phật. Trong tấm giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết: chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc xếp cõi trần, sống khổ dạt trôi vô lượng thứ ở trong thế giới. Phép tu niệm Phật là một phép tu tối thắng, công đức vô lượng, không pháp môn nào bằng. Trí độ lượng dĩ như có người khi sanh ra đời, mỗi ngày có thể đi ngàn dặm, đi mãi một ngàn năm. Dùng bãi báo dâng cúng cho Phật chẳng bằng có người đi trong đời ác thế. Một tiếng xưng niệm Phật A-di-đà phước đức hơn cũng dường kia. Kinh Tăng Nhất A-hàm có nói: dĩ như có người dùng tứ sự cúng dường tất cả chúng sanh, trong tội duyên phù đề này được có nhiều phước đức.
Nhưng nếu có người xưng niệm danh hiệu Phật trong khoảnh khắc thì công đức hơn trên không thể nghĩ bàn. Lợi ích của niệm Phật không sao lường được, thật vô lượng vô biên, chỉ xin được kể 10 điều lợi ích. Lợi ích thứ nhất, người niệm Phật thường được các vị đại lực thần tướng ở các cõi trời ngày đêm thường ẩn mình ủng hộ, khiến cho các loài quỷ mị ác thần không xâm phạm được. Lợi ích thứ hai, người niệm Phật thường được Đức Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát ở mười phương giúp đỡ, khiến tâm niệm ấy càng tinh tấn, trừ xong được phiền não nơi lòng, được đến chỗ nhất tâm bất loạn, thanh tịnh, giải thoát. Lợi ích thứ ba, người niệm Phật tức niệm bản lai thanh tịnh của Đức Phật, nhất là sở cầu giảng sanh về cõi cực lạc, nên thường được Đức Phật A Di Đà dùng hào quang soi chiếu vào thân, nhiếp độ cho ngày kia được giảng sanh. Lợi ích thứ tư, người niệm Phật nhờ sự mầu nhiệm của Đức Phật và nhờ nơi lòng đã diệt tông những ác duyên, vì thế mà những loài quỷ dữ quỷ mị dữ dằn chẳng hề nhiễu hại được, rắn độc cũng không gia chạm được, cho đến thuốc độc cũng không làm hại tánh mạng được. Lợi ích thứ năm, người niệm Phật thường được các vị đại lực thần tướng, Đức Quan Thế Âm, các vị Bồ Tát và ánh từ quang của Phật soi nhiếp mỗi ngày, dầu gặp phải nạn nước lửa đau binh cũng khỏi, và không mang lấy những cái chết bất đắc kỳ tử hay tù đày. Lợi ích thứ sáu, người niệm Phật dù trước kia đã tạo nhiều tội oan, nhiều ác báo, mà bây giờ đã quyết tâm cầu sanh về tịnh độ, nơi lòng luôn luôn niệm tưởng Đức Phật, không vọng tưởng điều ác, thành thử những tội oan, những ác báo ấy không nhân vào đâu mà đòi nài được. Đó chẳng khác nào đốt ngọn đèn trong hang tối ngàn muôn năm, thải đều trở lại sáng tỏ hết. Lợi ích thứ bảy, người niệm Phật tâm thường nhớ tưởng Đức Phật, khao khát được giảng sanh về cõi Phật, vì thế các vọng tưởng ác độc xấu xa đã dứt, nên trong giấc ngủ không thấy điềm mộng dữ dằn, chỉ thấy những cảnh tốt lành, quý báu chưa từng có, nhất là khi thấy Đức Phật hiện thân vàng chói, đến an ủi, khuyến tấn. Lợi ích thứ tám, người niệm Phật ảnh hưởng được bản tâm từ bi của Đức Phật, và trừ diệt được những ác tưởng nơi lòng, nên cõi lòng thường thấy vui vẻ, và những việc làm lớn nhỏ trong lẽ đạo ở mỗi ngày thường được thành quả tốt đẹp. Lợi ích thứ chín, người niệm Phật tức tâm kia hết còn niệm phàm, nên thường được công đức, được quang minh, được ảnh hưởng oai lực của Đức Phật, khiến cho cả nhân dân xa gần đem lòng cung kính. Nếu người ấy ở trong phạm vi xuất gia hay độc thân cư sĩ, bề sinh hoạt có thiếu thốn sẽ được mọi người đem lòng cúng dường những món y thực. Lợi ích thứ mười, người niệm Phật nhờ lúc bình thường dẫn chú tâm niệm đến danh hiệu của Đức Phật, nên được Đức Phật phóng quang nhường gọi, các vị Quan Âm Bồ Tát và chư thần tướng ở các cõi trời thường ẩn thân ủng hộ, nên người ấy lúc lâm chung không bị những cảnh hung ác hiện đến,
hay loài ma quỷ quá hình nhiễu hại, khiến lòng được an vui không sợ sệt, lại còn được bình tĩnh niệm Phật, hoặc niệm ra tiếng hay niệm trong tâm một cách rõ ràng. Nhờ thế mà tự họ thấy Đức Phật và các vị Quan Âm Thế Chí hiện thân đến, hoặc phóng hào quang tiếp dẫn cho vãng sanh về cõi Cực Lạc, ngồi trên tòa sen báo hưởng quả bất thối. Thể theo các kinh điển cho biết và sự chứng minh của những người trì hành pháp môn niệm Phật có các lợi ích cụ thể như sau. Lợi ích thứ nhất, niệm Phật hết sầu khổ và cảm hóa được kẻ dữ. Xưa A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, Hạ Ngục Vua Cha, Tần Bà Sa La và Mẫu Hoàng Vi Đề Hy ở trong ngục thất quá sầu khổ. Hoàng hậu Vi Đề Hy quỳ xuống hướng về Đức Phật thành tâm cầu nguyện để nhờ Ngài ban vui cứu khổ. Cảm ứng đến Đức Thế Tôn, Ngài bèn dùng thần lực giúp cho bà thấy được cảnh giới Cực Lạc và khuyên bà nên niệm Phật để sao được vãng sanh về cõi ấy. Bà Vi Đề Hy vâng lời Phật dạy, chí tâm niệm Phật, ít hôm sau là sự sầu khổ vơi lần. Thái tử A Xà Thế cũng hồi tâm cải hối, rước mẹ về và quay đầu hướng thiện. Điều này ông sư giải Bán Khoai đã dạy: niệm Phật như vui thú như thầm thôi, buồn sầu giải hết mặt người cười chê. Đức Quỳnh giáo chủ cũng bảo: niệm chữ A Di dẹp lòng sâu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu. Hay là chữ Nam Mô dẹp lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh, được thanh thôi nhờ chữ Nam Mô. Khuyên bọn đạo ráng mà trì Lợi ích thứ nhì là niệm Phật khi ngủ không bị ác mộng, lúc thức được khinh an. Người niệm Phật chuyên tâm niệm Phật thì tư tưởng nhớ Phật, hành động hiền lành tốt đẹp, tự nhiên tạm thức chỉ ghi nhận những điều an vui thiện mỹ, nên trong giấc ngủ không hề có chiêm bao hung dữ, và cũng do đó mà lúc tỉnh giấc tâm hồn được nhẹ nhàng an lạc. Lợi ích thứ ba, diệt tội. Theo kinh Vô Lượng Thọ thì một tiếng niệm Phật nhất tâm diệt trừ được tội trọng trong 80 ức kiếp sanh tử. Thứ tư, lợi ích niệm Phật khỏi tai nạn. Ông Ba Thới cũng nói: chớ đem lòng lo đói lo no, là tặng niệm Phật Phật lo cho mình. Khuyên lòng bác khá lo, làm lành niệm Phật thời lo
Quỳnh giáo chủ dạy. Lòng sao chờ nhớ không có nước, thì nắm tay cũng thoát đi như không. Tu đầu trăm họ hiền lương, đồng thân lợi ích thứ năm, niệm Phật tà quỷ ác thú không dám nhiễu hại. Đức Quỳnh giáo chủ đã dạy. Di Đà Lục Tự Giác Ghi, niệm cho tà quỷ như vậy thì ông sư dạy bán khoai có nói: niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngài Phật trước khỏi ngài yêu ma, cứ lo niệm Phật Di Đà khỏi tai, khỏi hoa, khỏi loài yêu ma. Ông thanh sĩ cuộc viết: tha như lắm phải đáng cầu, khuyên con mặc niệm thượng câu Di Đà, chẳng những được trừ tài diệt quái, còn thoát qua khỏi ái gai trong. Con đừng hèn nhát nghe nơi lòng, Tây Phương có Phật hộ tùng ngày đêm. Lợi ích thứ sáu, niệm Phật tiêu bệnh tật. Người đời thường mang nhiều bệnh tật là bởi nhiều nguyên nhân sanh ra, nhưng trong đó có nguyên nhân do nơi phiền não tham sân si quá độ mà sanh bệnh, nên Đức Giáo Chủ dạy rằng: mau trở lại đường theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Đức Sư dạy đã khuyên: niệm Phật tật bình tiêu tan, như xương tan nát, như hồ nước trong. Niệm Phật nhớ chữ từ bi, giảng tham bất bất suy suy vừa vừa. Nam mô A Di Đà Phật.